Không phải là xử trí theo cảm tình, không phải là cảm tình. Chúng con nghe thấy lão sư thường nói sự hoài nghi là không tốt đối với cơ thể. Đúng, đó là một năng lượng rất xấu. Đúng, toàn bộ năng lượng miễn dịch đều suy yếu. Bạn nói xem có đáng sợ hay không? Đó là nói sức đề kháng không còn nữa. Vi khuẩn bệnh nào cũng có thể xâm hại bạn. Điều này thật đáng sợ. Lòng tự tin của con người vô cùng mạnh mẽ thì vi khuẩn không có cách nào để xâm nhập. Một hai năm gần đây, chúng ta thường xuyên thấy tin tức ở các nơi trên thế giới, có rất nhiều nơi trên mặt đất đột nhiên bị sụp xuống. Điều này cũng là hoài nghi. Trong những năm gần đây, ở nhiều nơi trên thế giới đã xảy ra việc mặt đất bị sụp lở. Những sự kiện này xảy ra vô cùng đột ngột, vô cùng kỳ lạ. Các nhà khoa học, các nhà địa chất học cũng rất khó giải thích. Những ghi chép trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm có. Nhưng căn cứ theo lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền thì những hiện tượng này vừa xem là hiểu ngay. Sự suy nghĩ, lời nói, việc làm của con người đều là năng lượng cực ác, chính là làm trái với luân lý đạo đức của thế giới tự nhiên. Vật lý học cũng nói đến việc thay đổi số lượng đến việc thay đổi chất lượng. Những năng lượng cực ác này tập hợp với nhau thì sẽ có sức mạnh phá hoại cực lớn đến kết cấu địa chất ở xung quanh. Cho nên các nhà khoa học không dám tưởng tượng là hàng trăm triệu người hiện nay, nếu như cuộc sống có giá trị quan sai lệch, thì cái năng lượng cực ác của nó bùng phát, đạt đến một mức độ nhất định thì trái đất và hoàn cảnh mà nhân loại nhờ vào để sinh tồn sẽ ra sao. Điều này cũng là do hoài nghi. Sự hoài nghi đối với thiên nhiên sẽ là núi lở đất sụp, mặt đất chìm xuống, dẫn đến bao nhiêu việc như vậy. Nếu mọi người đều có cách nghĩ như vậy, không sai, đều là do sự hoài nghi. Cảnh chuyển theo tâm, đó là do lão sư nói. Trên thực tế, ngay như bản thân họ cũng không có lòng tin. Đối với bất kỳ người nào cũng không có lòng tin thì người này phiền phức to rồi. Hoài nghi không phải là một phẩm chất tốt, vấn đề lớn rồi, sẽ đem lại thảm họa to lớn. Hiện nay người trên toàn thế giới đều hoài nghi, chẳng ai tin tưởng ai, chẳng ai tin tưởng ai. Đúng vậy, ngay bản thân mình cũng không tin tưởng thì họ có thể tin tưởng ai?